Chào các bạn đã trở lại với kênh Cắt Thời Gian nha. Hôm nay mình sẽ kho cá trê với tép mỡ nha các bạn. Thành phần quan trọng nhất là con cá trê và tép mỡ. Ở đây mình có tầm khoảng một con cá trê nè các bạn. Đó. Mình đã làm sạch sẽ và bỏ cái phần đầu. Nhà mình không ai ăn đầu hết nên mình sẽ bỏ cái phần đầu nha các bạn nha. Đó, phần này các bạn làm á, là mé bên này nó có hai cục máu tanh nè các bạn. Đó, nó nằm lường mé trong thịt nha. Các bạn sẽ lấy hai cục máu tanh nó ra thì có con cá trê mình nó không tanh nha. Ở đây mình đã chà muối và trụng qua nước sôi để các bạn cào và chà một tí gừng là cái phần thịt nó rất là thơm và không tanh nha các bạn. Ở đây mình có một ít tép mỡ mình thắng sẵn rồi và mình có muối, cà no, bột ngọt, đường và tiêu, nước màu với lại dầu hào với nước mắm nha các bạn. Bây giờ con cá này thì mình đã mua về và làm sạch sẽ như mình đã nói với các bạn đó. Hiện tại thông thường thì các bạn sẽ chiên chấm mắm gừng. Còn không nữa các bạn sẽ kho tiêu. Nhưng mà bây giờ mình sẽ kho tép mỡ nha các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách để mình kho tép mỡ. Thứ nhất là cái tép mỡ mình nó thấm vào trong nước cá rất là ngon. Thứ hai á, là con cá mình kho nó kẹo lại nó rất là ngon. Không phải như là các bạn kho bị tanh nha. Phần hành lá và phần ớt mình sẽ đưa lên sau ha các bạn ha. Và phần bây giờ mình sẽ cắt cái phần cá này ra để các bạn ướp trước. Các bạn có thời gian mình sẽ ướp trong tầm khoảng 15 tới 20 phút. Các bạn không có thời gian mình ướp trong tầm khoảng 10 hoặc 15 phút ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt cá nha. Đặt một tấm thớt và mình sẽ đặt cái phần cá mình lên trên nha. Xin lỗi các bạn, mình sẽ dùng bó tay trước nha. Tại vì nếu như các bạn dùng bó tay để cho nó đỡ khỏi bị tanh tay mình á. Các bạn đặt cái phần cá mình trên này. Tại vì các bạn không, mỗi lần mình mua về là cái cá này rất là trơn nè. Cái phần cá trê này rất là trơn, giống như cá da trơn nha các bạn. Đó. Nhưng mà mình nè, chà muối. Muối các bạn dùng muối hột cho nó nhanh sạch nha. Muối hột và gừng. Và các bạn trụng chà xong một hai nước các bạn sẽ trụng qua nước sôi. Nếu như bạn nào kỹ làm một tí mình sẽ dùng hai muỗng rượu. Các bạn sẽ rửa lại lần nữa thì nó sẽ không bị tanh gì hết nha. Phần máu tanh trong con cá trê nè các bạn, cái phần đầu các bạn cắt ra rồi các bạn có hai cục máu bình thường hai bên, nhưng mà cái phần máu tanh nó lồng ở trong thịt nè các bạn. Các bạn phải xẻ cái phần chỗ này ra, mình sẽ lấy nó ra là nó sẽ không bị tanh nha. Đây, hôm nay mình sẽ kho với tép mỡ chứ mình không kho tiêu nha các bạn. Thông thường các bạn sẽ kho tiêu hoặc là khứa ra và mình chiên giòn nó chấm mắm gừng, nhưng mà hôm nay mình sẽ kho với tép mỡ. Cái phần này cá hơi bự thì các bạn sẽ cắt theo lát đi. Đây, đó, các bạn sẽ cắt và tầm lát khoảng cỡ bao nhiêu. Đó. Đó, các bạn cắt tầm khoảng lát bao nhiêu này mình sẽ cho vào cái tô trước nha. Còn cái phần này á, các bạn khúc giữa các bạn vẫn còn cứ cắt được nè. Đó, khúc giữa các bạn cắt thêm được một lát nữa. Còn khúc này các bạn sẽ khứa đi. Đó. Mình sẽ khứa mỏng như vậy nha bạn. Đó. Các bạn sẽ khứa và khứa cho đứt rời phần cá ra luôn nha. Chứ không phải là các bạn khứa sơ sơ như mình chiên, các bạn cứ khứa cho phần cá mình này đứt rời hết như vậy. Phần này mình lật lại cũng vẫn khứa như vậy nha các bạn. Đó. Khi các bạn mua làm mình sẽ chọn con cá ngon một tí nha các bạn. Cho dù to thì các bạn cắt khúc qua và khứa ra. Còn nhỏ thì mình sẽ khứa như mình nè. Cái phần trên á thì nó to quá, mình sẽ cắt như vậy, còn có phần dưới thì các bạn sẽ khứa như vậy để cho nó phần thấm đó, các bạn thấy không? Nếu mà chiên á thì các bạn có thể khứa dài hoặc là khứa xéo tùy. Đây các bạn cứ dùng vô hai lá khứa các bạn chắn qua một cái. Đó, các bạn cứ dùng hai lá chắn qua là cái phần này để cho nó thấm á các bạn. Mình cứ chắn qua nha. Đây, rất là ngon phải không? Mình sẽ cho vào tô và sẽ dẹp phần này ra. Cái phần cá kho thì các bạn không ướp hành tím vào đây, để một tí sau mình sẽ bầm hành tím vào. Hành tím với tỏi mình khử sau thôi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ dẹp cái phần thớt này và sẽ vô ướp. Cái phần cá đây bây giờ mình đã cắt nó xong hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vào ướp nha. Cái phần muối á, thì chúng ta sẽ cho một gốc tư. Cà no chúng ta sẽ cho tầm khoảng một muỗng cà phê cà no. Bột ngọt chúng ta cũng cho một gốc tư bột ngọt. Và đường á, thì chúng ta sẽ cho tầm khoảng 2 muỗng cà phê đường.
còn có phần tiêu. Phần tiêu thì chúng ta sẽ ướp trong đây là một gốc tư tiêu các bạn. Phần dầu hào thì các bạn sẽ ướp tầm khoảng là một muỗng cà phê dầu hào. Đó. Các bạn rưới lên phần này. Và phần nước mắm thì các bạn sẽ dùng vào đây là tầm khoảng 2 muỗng nước mắm vừa, không đầy quá nha các bạn và không lưng quá nha. 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng nước mắm chứ không phải 2 muỗng cà phê, mình xin lỗi. Giờ tiếp tục mình ướp nước. Đó, phần dầu hào nó dính như vậy nè. Mình sẽ cho vào đây tầm khoảng một ít nước màu nha các bạn. Đó, nước màu các bạn sẽ cho vào đây tầm khoảng một gốc tư. Nhà mình hiện tại đang hết nước màu nên chiều nay mình sẽ thắng nha các bạn. Mình sẽ thắng nước màu và mình sẽ cho lên clip nước màu cho các bạn nha. Hôm trước mình có lên một clip rồi đó. Nhưng mà không thấy các bạn có ủng hộ mình không nữa. Đây và mình sẽ trộn đều cái phần cá này lên. Các bạn trộn đều cái phần cá này, tại vì trong cái phần cá này mình không ướp hành và không ướp tỏi nha các bạn. Tỏi hành một hồi các bạn sẽ khử sau để lăn cái phần cá cho nó thơm lên. Đây bây giờ mình sẽ để trong tầm khoảng 20 phút hoặc 25 phút là cái phần cá mình nó đã thấm lại nha các bạn. Xong rồi mình sẽ trở lại sau với các bạn nha. Thứ nhất các bạn để trong vòng 25 phút thì các bạn sẽ có thể bao lại và bỏ ngăn lạnh để nó giữ lạnh. Nhưng mà trong tầm khoảng đó thì cái giữ lạnh cái cá bạn nó không hư và độ lạnh nó sẽ thấm hết. Gia vị nó sẽ thấm hết nha các bạn. Hiện tại một khoảng tầm khoảng 25 phút mình sẽ trở lại với các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ớt, hành và hành tím. Phần này tầm khoảng 25 phút nha các bạn. Đây mình đã lấy từ trong tủ lạnh ra nha. Đó các bạn thấy không? Rất là gia vị nó thấm và nó sẽ ra nước như vậy nè các bạn. Phần này mình có chuẩn bị một ít hành tím và trên bếp mình có một cái nồi đất nha các bạn. Mình sẽ bật ra lên nha. Mình bật ra lên và mình sẽ cho vào một ít dầu ăn ha các bạn ha. Mình sẽ cho vào một ít dầu ăn trước. Rồi bây giờ các bạn sẽ đợi cái phần cái nồi đất mình nó nóng lên ha các bạn. Rồi dầu nó nóng mình sẽ cho hành vô sau ha. Đó, cái nồi đất mình giờ đây là nóng, các bạn sẽ cho hết cái số hành phi và số tỏi này vô nha. Đó. Và mình sẽ khử cho nó đều nha các bạn. Và các bạn sẽ đảo cho cái phần hành tỏi này cho nó đều và nó đổi màu thiệt là thơm nha. Giờ cái hành với lại cái tỏi mình nó đã thơm và nó đổi màu như vậy nè các bạn. Các bạn sẽ cho hết cái phần cá trê này vô nha. Đó, các bạn sẽ đổ nó thẳng vô luôn. Đó. Là hiện tại mình để ra lớn nha các bạn. Các bạn để ra lớn và đổ những cái phần cá nó vô, các bạn sẽ bếp nó ngay lại. Đó, các bạn sẽ xếp phần cá mình ngay lại một tí để cho cái phần cá mình nó săn cái phần thịt lại đó các bạn. Và các bạn sẽ dùng cái dung mình đậy trong tầm khoảng cỡ 1 phút nha các bạn. Xong rồi mình sẽ dỡ ra. Trong ga lớn các bạn sẽ đậy trong tầm khoảng 1 phút. Tại vì cái nồi này nó có cái đồ thông hơi lên là các bạn khỏi phải sợ nha. Còn mình sẽ chuẩn bị một phần nước ít để mình tráng cái phần tô á. Sau 1 phút mình sẽ dỡ cái phần cá mình ra, mình sẽ kiểm tra nha các bạn. Đó các bạn thấy nè. Sau 1 phút cái phần cá mình rất là thơm luôn đó. Là các bạn sẽ tráng và cho hết cái phần nước này vô. Đó, các bạn cho hết cái phần nước này vô. Và các bạn sẽ dùng đũa và đẩy cái phần cá nhẹ của mình lên. Rất là thơm luôn các bạn. Cái phần nước các bạn cho vô là lúc nào các bạn cho cũng phải ngập cá nha. Đó. Và các bạn đẩy nhẹ cái phần cá mình lên như vậy. Và bây giờ mình sẽ có thể để lửa nhỏ hoặc là trung bình. Các bạn để lửa trung bình đi, sôi trong tầm khoảng 1 phút sau mình sẽ kiểm tra lại nha các bạn. Không, bây giờ các bạn thấy nó sôi lấp bấp không? 1 phút mình sẽ kiểm tra nó. Đó, tầm khoảng được 2 phút sau là nó sôi như vậy nè các bạn. Tại nồi đất nó rất là sôi, mình đang hạ đồ lửa trung bình đó. Còn các bạn hạ đồ lửa nhỏ là cái nồi đất từ từ nữa mà hạ xuống nha các bạn. Chứ không phải là các bạn hạ là nó hạ liền nha. Bây giờ ta hạ đồ lửa nhỏ hết cỡ rồi. Nó vẫn sôi như vậy nè các bạn.
các bạn sẽ kiểm tra cái phần dưới nha. Đó, như mình nói các bạn sẽ kiểm tra cái phần dưới mình, chứ không có nồi đất nó rất là nóng là phần dưới nó sẽ xít nha các bạn. Đó, các bạn thấy phần cá mình không, rất là ngon luôn nè. Đó, và mình sẽ cho tầm sôi tầm khoảng cỡ 2 phút nữa mình sẽ kiểm tra một lần. Nhưng bây giờ các bạn sẽ nếm lại đi thử vừa khẩu vị gia đình mình không. Nếu khẩu vị gia đình của bạn hơi lạc thì mình từ đầu mình sẽ bớt cái phần muối mắm lại. Còn nếu gia đình các bạn vị đậm thì cỡ này được rồi. Còn mặn hơn thì các bạn sẽ tăng dầu hào hoặc là cà no hoặc là nước mắm nha các bạn. Hiện tại bây giờ mình sẽ để trong tầm khoảng cỡ 2 phút nữa mình sẽ kiểm tra lại một lần. Đó, giờ được 2 phút nữa các bạn, màu rất là đậm lên nè các bạn ha. Đó, thì các bạn sẽ dùng muỗng và đẩy sơ cái phần này lên nha. Đó, tại vì mình sợ cái nồi đất nó sôi quá nó là nó nóng quá là cái phần dưới nó sẽ xít nồi á các bạn. Các bạn sẽ dùng muỗng hoặc đôi đũa các bạn đẩy sơ cái phần này lên. Và bây giờ nó gần chín rồi thì mình sẽ chuẩn bị ớt nha các bạn nha. Chuẩn bị ớt và chuẩn bị hành ha. Đó, mình chuẩn bị ớt, chuẩn bị hành bên cạnh đã xong rồi. Bây giờ nó sôi tầm khoảng cỡ 5 phút nè các bạn, kho tầm khoảng 6 phút, 7 phút là nó chín. Nhưng cái này tầm khoảng 5 phút rồi mình sẽ cho hết cái phần tép mỡ của mình vô ha các bạn ha. Đó, tại vì các bạn cho hết cái phần tép mỡ mình vô là nó sẽ thấm với cái gia vị đó các bạn. Đó, và các bạn sẽ cho hết cái phần tép mỡ và các bạn sẽ để sôi trong tầm khoảng 1 phút sau đi các bạn. Nó sôi trong tầm khoảng 1 phút sau các bạn sẽ kiểm tra lại nha. Đó các bạn thấy không? Cái phần mỡ mình đã thấm với cái phần nước cá nó rất là ngon. Tại vì các bạn kho cái nước nó còn thì để tí xíu các bạn còn phải dù như chúng ta còn phải chấm rau hoặc chấm rau luộc hoặc rau sống nha. Nhưng mình có một rổ rau sống mình đang làm thấy các bạn, chút mình sẽ quay lại cho các bạn nha. Đó, sôi tầm khoảng được 1 phút nữa đó đó các bạn thấy không? Cái phần mình cho mỡ, cho thức mỡ vô á. Đó, các bạn thấy phần cá mình rất ngon. Nó rất là ngon và không bị bể nha các bạn. Đó, các bạn sẽ cho vào đây một ít ớt trái. Đây, và mình sẽ cho vào một ít hành nha các bạn. Ít hành của cái củ á, và các bạn sẽ cho nó sôi tầm khoảng 30 giây nữa là mình sẽ trở lại nha. Tầm khoảng 30 giây đó các bạn, mình sẽ cho vào đây một ít tiêu. Các bạn sẽ rắc vào đây một ít tiêu nha, không cho nhiều quá nha. Nhiều quá hồi con mình sẽ không ăn được nha các bạn. Thông thường các bạn sẽ sắc cái phần ớt ra một trái để cho nó ngon cũng được. Nhưng mà một hồi nữa con mình nó nhỏ nó ăn nữa nên mình sẽ không sắc được nha các bạn. Một tí xíu nữa các bạn muốn dùng thêm á, thì mình sẽ múc ra cho con là mình sẽ bỏ ớt vô nha các bạn. Đây phần dưới các bạn đẩy lên nè. Đó, các bạn thấy phần tép mỡ không? Nó rất là ngon luôn. Phần cá này các bạn. Đó. Đó, mình sẽ gấp cái phần cá lên nha. Và các bạn sẽ để một ít nước đây. Một hồi mình sẽ chấm rau ha các bạn. Nếu như các bạn xài hết một hồi sẽ không có nước chấm rau á. Chấm rau thì nó không ngon nha. Phần này chín các bạn sẽ cho một ít hành lá vô. Ga thì mình đã để lửa ga hết cỡ nha các bạn. Đây, mình sẽ cho một ít hành lá vô. Và cái màu thì tương tự là cái màu này đã được rồi các bạn. Nếu các bạn nào muốn đậm hơn thì mình sẽ tăng cái độ màu lên nha. Hiện tại bây giờ cái đầu cá đó bây giờ mình sẽ tắt ga. Nếu các bạn tắt ga thì tầm khoảng cỡ 30 giây nó vẫn còn sôi nha. Tầm khoảng cái nồi đất nó rất là nóng, 30 giây nó vẫn còn sôi nha các bạn. Cá trê kho tép mỡ mình giờ là mình đã kho xong rồi các bạn. Cái miếng cá nó rất là ngon và nó sẽ không bị bở nha các bạn. Đây, tại vì các bạn ướp gia vị nó đã thấm vào đây nó rất là ngon rồi. Đó, phần tép mỡ này các bạn, hồi các bạn sẽ có một rổ rau để ăn kèm. Hiện tại cái rổ rau ăn kèm mình chưa làm được nha các bạn. Cái rau sống để ăn kèm. Đó, tí xíu nữa mà bây giờ cá đã chín rồi. Nhưng mình sẽ không đợi phần rau nữa. Bây giờ mình đã làm xong rồi á. Nếu các bạn nào cảm thấy video của mình đã, hãy cho mình một like, một đăng ký nha. Phần dưới có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi cái cách làm đơn giản nha các bạn. Và cũng nhanh gọn và cũng dễ hiểu. Nếu bạn nào rảnh các bạn sẽ mua và nấu cho gia đình một bữa ăn nha các bạn. Có thể các bạn sẽ đổi món hôm nay cá kho, mai thịt kho hay là cá chiên tùy các bạn nha. Chứ mình ăn thịt hoài nó cũng ngán á các bạn. Đó, cái nồi đất thì hiện tại là mình tắt ra tầm khoảng 40 giây rồi, nó vẫn còn cứ sôi đó. Đó, mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian bạn theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn lại
Hẹn các bạn lại video lần sau. Xin bye bye.